Cao dữ. 5 giây sắp hết, mau lên. Đây là bài qua bến nước xưa lá hoa về chiều. Thời gian đã hết, bạn cùng hội cùng phiền với Mai Khôi. Đây là bài Nắng Chiều. Xin mời bạn Xuân Phú tiếp tục lựa chọn. À, Phú chọn. Bây giờ bạn Nguyên mất lực bấm chuông đó nha. Chủ đề nhạc sĩ Việt Anh, nốt nhạc thứ 3. Tiếp tục nhạc sĩ Việt Anh và nốt nhạc số 3. Mai Khôi. Mưa phi trường. Yeah. Tiếp tục. Tựa đề có 3 chữ, nốt nhạc thứ nhất. Tựa đề có 3 chữ và nốt nhạc thứ nhất. Bắt đầu. Đình Nguyên. Về đây em. Là về đây em ạ. À. Về đây em. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn. Em chọn chủ đề nắng mưa và nốt nhạc thứ 3. Nắng mưa và nốt nhạc số 3. Bắt đầu. Mai Khôi. Mưa hồng. Mưa hồng. Chúc mừng. Tiếp tục. Nắng mưa tiếp. Và nốt nhạc số. Và nốt nhạc số 4. Nốt nhạc số 4 của nắng mưa. Bắt đầu. Xuân Phú. Giọt nắng bên thềm. Giọt nắng bên thềm. Chúc mừng. Hãy đọc hai câu thơ bắt đầu có chữ nắng mưa. Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Thưa quý vị, có thể tặng bằng Xuân Phú một tràng pháo tay. Chúc mừng. Tiếp tục, hãy chọn cho mình chủ đề và nốt nhạc tiếp theo. Tôi chọn chủ đề, từ đề bài hát có 3 chữ, nốt nhạc thứ 3. Đây là nốt nhạc 250 điểm, chỉ cần nghe tiếng động mà ghi điểm. Đây là tiếng gì? Tiếng máy bay ạ. Phải nói thêm là máy bay gì? Máy bay phản lực ạ. Máy bay phản lực ạ. Máy bay phản lực, chúc mừng. Thưa quý vị, vòng 1 vừa kết thúc, chúng tôi sẽ được công bố số điểm của 3 thí sinh. Thưa quý vị, lúc đầu các bạn có hồi hộp, hơi mất tự tin, nhưng càng về sau khi đã quen được với luật chơi, đã bắt đầu cảm nhận được không khí của chương trình, các bạn trở nên rất sôi nổi, hào hứng và đầy tự tin. Và kết quả số điểm của 3 thí sinh sau vòng thi thứ nhất như sau. Người hồi hộp nhất, điểm cao nhất. Bạn Rung nói không lên lời, bấm chuông không nổi, nhưng cuối cùng số điểm của bạn Xuân Phú là 1450 điểm. Bạn Mai Khôi trả lời rất nhiều bài hát, nhưng không biết bạn chọn thế nào, toàn bài hát 50 điểm hay sao, mà cuối cùng bạn đạt được 400 điểm. Bạn Đình Nguyên cũng rơi vào trường hợp giống như Mai Khôi, cũng trả lời đúng rất nhiều bài hát, nhưng trong đó có một số bài hát bị quên lời, quên tựa của bài ca, cho nên cuối cùng đạt được 300 điểm. Và trong vòng thi dành cho khán giả hôm nay, chúng tôi đã tuyển chọn được 6 người từ hàng ghế của khán giả đang ngồi ở nhà thi đấu Maximax Cộng Hòa. Thưa quý vị, chủ đề của chúng ta của vòng thi này là những bài hát có liên quan đến bông hoa, các loại hoa, các loại bông, vân vân. Chúng ta thấy hoa là một chủ đề cảm hứng có rất nhiều bài hát qua nhiều thời đại khác nhau, và hôm nay chúng ta có dịp sưu tầm lại bộ sưu tập những bài hát bông hoa, và do chính hai đội chơi của khán giả sẽ là người quyết định. Đây là tạm gọi là đội A, và bên đây sẽ đội B. Xin mời đội A hãy cử đội trưởng như đội B để giành quyền ưu tiên xem đội nào hát trước. Xin mời. Đội B là đội chiến thắng. Mời các cổ động viên dành một tràng pháo tay mừng nhiệt. Vòng thi bông hoa bắt đầu. Xin mời. Đêm đêm người mùi hoa, mùi hoa xứ nhà nàng, hương nồng thơm tình ai, đậm đà đây đó gọi tên. Tôi nhớ người ta vẫn thường hát là đêm đêm ngửi mùi hương, còn bạn thì thích ngửi mùi hoa. Xin mời đội A.
Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát giông hò trên môi. Miền Tây xanh sáng mây trời, phù sa nước nổi, người ơi được về. Với màu điên điên say mê. Vâng, bông điên điển thì có rồi, tôi tưởng bạn hát suốt bài hát tìm hoài không thấy bông nào. Tiếp tục, xin mời bạn. Cánh mai thắm vàng để ta biết xuân đã về, xuân sao tìm em bao khát vọng. Nắng xuân ngóng chờ mời em bước ra phố đồng, hoa cùng dòng người chào xuân mới. Mùa xuân đến rồi. Vâng, bạn có năng khiếu ca nhạc. Tiếp tục, xin mời đội. Bông xanh bông trắng lời rải vàng bông ơi rượm ơi. Nhiều bông cùng một lúc, xin mời đội B. Mùa hoa lê kim a nở, ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa lê kim a nở. Vâng, mùa hoa lê kim a nở nhắc đến nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Xin mời đội A. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai. Tôi cứ ngỡ là bạn chuyển bài hát này sang thể loại rap. Xin mời, tiếp tục. Nhìn tan hoang bà em ra thăm vườn, chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giao. Này bông này đẹp, này bông này tươi. Bông nhiều lắm, hoa nhiều lắm, xin mời tiếp tục. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Tiếp tục. Một, hai, ba, một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca hát lên tặng thầy như món quà bé nhỏ xinh xinh. Và tiếp theo xin mời đội A. Đâu có thể phai mờ kỷ niệm tuổi thơ, đâu có thể phai mờ cho ta còn nhớ phút ngây thơ. Đến mãi bây giờ nhớ hoài con bướm vàng của tuổi thơ, nhớ dài hoa bí vàng thời mộng mơ. Rốt cuộc có được hai bí. Tiếp tục. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh. Bên này đã cài áo rồi, bên này lại lấy cài áo lại. Quý vị và thời gian đã hết. Đội B rất nhiệt tình nhưng mà phạm quy vì hát bài đã hát. Đội A có đôi lúc cũng như đội B không chính xác về lời của bài ca hoặc nhạc. Và cuối cùng hai đội đều có quà của nhà tài trợ, đó là nước tăng lực cao cấp Sting, xin gửi chúc mừng. Quý vị, thời gian của khán giả đã kết thúc rồi, xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 2-3 thí sinh của chúng ta sẽ có cơ hội đến với 4 chủ đề. Lần này không cần phải chọn nốt nhạc, chỉ cần chọn chủ đề, âm nhạc sẽ vang lên và điểm sẽ vơi dần đi. Với đặc điểm này, bấm chuông mau điểm cao, bấm chuông chậm điểm ít, nhạc dừng lại rồi, không còn điểm nữa. Thưa quý vị và các bạn, và 4 chủ đề của vòng 2 gồm có: thứ nhất, 4 mùa. Chúng ta biết trong năm có 4 mùa, xuân hạ thu đông, chỉ gói gọn trong 4 mùa thôi. Chủ đề thứ hai là tình. Tình thì phong phú lắm, các loại tình. Và thứ ba là tựa đề bài hát có đủ 7 chữ. Và thứ tư là những bài hát của nhạc sĩ Đức Huy. Hình như đây là chủ đề mà các bạn sẽ rất yêu thích, bởi vì đa số các bạn đều hát nhạc của Đức Huy. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ thí sinh ít điểm nhất được quyền ưu tiên chọn lựa trước, xin mời bạn Đình Nguyên. Đình Nguyên sẽ chọn chủ đề tựa đề có 7 chữ.
chủ đề bài hát mà tựa đề của nó có 7 chữ. Bắt đầu. Mời bạn Đình Nguyên. Hãy yêu như chưa yêu lần nào. Rất nhiệt tình để bấm chuông, rất nhiệt tình để trả lời và còn hát một chút xíu nữa, nhưng rất tiếc không chính xác. Đây là bài Em đến thăm anh một chiều mưa. Đây là nốt nhạc may mắn. Xin mời bạn Mai Khôi tự chọn. Em chọn nhạc sĩ Đức Huy. Chủ đề nhạc sĩ Đức Huy bắt đầu. Ba thí sinh đều nhanh tay bấm chuông, nhưng người nhanh tay hơn thuộc về Mai Khôi. Xin mời. À, đêm nay thời gian đường xa ước mơ. Chúc mừng. Chính xác. Xin mời Mai Khôi chọn chủ đề tiếp theo. Nhạc sĩ Đức Huy tiếp. Tiếp tục nhạc sĩ Đức Huy. Đình Nguyên. Các bạn làm hồi hộp quá. Nếu xa nhau ạ. Nếu xa nhau, may quá, đúng rồi. Bạn làm cho khán giả hồi hộp theo. Tiếp tục lựa chọn. Tất nhiên là lại phải chọn một ô nào cao điểm một chút nha. Phải cải thiện thôi. Nhạc sĩ Đức Huy nhỉ. Nhạc sĩ Đức Huy. Nhạc sĩ Đức Huy. Xin mời Xuân Phú. Tháng 6 trời mưa. Rất tiếc không chính xác. Cơn mưa phùn qua. Vâng, đây là nốt nhạc may mắn. Rất tiếc cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ là thành phố nào? Trời ơi, câu hỏi không có khó lắm. Nhưng rất tiếc nó đã bay theo cơn mưa phùn mất rồi. Xin mời Mai Khôi tiếp tục lựa chọn. Chọn nhạc sĩ Đức Huy tiếp. Tiếp tục nhạc sĩ Đức Huy. Bảo. Mai Khôi. Còn rơi mãi trên phím đàn tiếng mưa đêm. Tiếng mưa đêm. Tiếp tục lựa chọn. Em lựa chọn tựa đề có 7 chữ. Tựa đề bài hát có 7 chữ. Bắt đầu. Người nhanh tay nhất thuộc về Đình Nguyên. Xin mời bạn. Tìm một con đường, tìm một lối đi. Đây là bài hát và con tim đã vui trở lại lần nữa. Tiếp tục thừa thắng xông lên. Lại điểm lớn. À, chủ đề tựa đề có 7 chữ ạ. Tựa đề có 7 chữ. Tiếp theo. Đình Nguyên. À, đây là bài Đình Nguyên hồi nãy hát rồi, hát rồi, lại hát lại không ạ? Đây là bài hãy yêu như chưa yêu lần nào, 7 chữ ạ. Chắc không? Bao nhiêu phần trăm? Thưa quý vị, đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn. À, Đình Nguyên sẽ chọn tiếp chủ đề tựa đề có 7 chữ ạ. Xuân Phú, Mai Khôi, cố lên. Mời Xuân Phú. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Chúc mừng. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Tiếp tục lựa chọn. À, Phú chọn chủ đề bốn mùa. Bốn mùa bắt đầu. Mai Khôi. À, dường như ai đi ngang cửa. Như là nỗi nhớ mùa đông thì phải. Nỗi nhớ mùa đông. Tiếp tục. Em chọn chủ đề tình. Chủ đề tình bắt đầu. Xin mời Mai Khôi. Tình ơi. Tình ơi, chúc mừng. Tiếp tục. Chủ đề tình tiếp. Tiếp tục vẫn là tình. Xin mời Đình Nguyên. Có cô gái ngồi xòa tóc bên chú mèo làm trái tim tôi ngủ yên. Đây là bài hát có tựa đề. Biết cái này rồi. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, bài hát Nếu em là người tình. Tiếp tục lựa chọn.
chủ đề tình. Tiếp tục với chủ đề tình, chúng ta cùng nghe. Và thí sinh đều bấm chuông, người con gái bấm chuông nhanh tay hơn. Xin mời Mai Khôi. Em vội sớm câu vĩnh biệt, vẫn hát lời tình yêu. Vẫn hát lời tình yêu. Tiếp tục chủ đề nào? Em chọn chủ đề tình tiếp. Tiếp tục chủ đề tình. Mai Khôi. Hả? Đêm nay ai đưa em về? Rất nhiệt tình nhưng không chính xác. Trời ơi, đây là bài tình đầu, tình cuối. Đây là nốt nhạc may mắn. Hãy hát một đoạn trong bài hát này. Tiếc ơi là tiếc. Xin mời bạn Xuân Phú. Chủ đề bốn mùa. Chủ đề bốn mùa tiếp theo. Xin mời Xuân Phú. Đâu phải bởi mùa thu. Đâu phải bởi mùa thu. Tiếp tục lựa chọn. Chủ đề bốn mùa. Chủ đề bốn mùa tiếp tục. Bây giờ ba bạn đều có khả năng bấm chuông như nhau. Xin mời Mai Khôi. Một phương em đã thấy mùa xuân chưa? Chúc mừng. Bạn có cơ hội trở lại với nốt nhạc may mắn. Hãy cho biết tên tác giả của ca khúc này. Có không ạ? Thời gian đã hết. Thưa quý vị, em đã thấy mùa xuân chưa là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng. Và thưa quý vị, thời gian của vòng 2 cũng đã kết thúc. Xin được công bố số điểm của ba thí sinh. Và nếu như trong vòng thi này thí sinh nào ít điểm nhất sẽ chia tay với chúng ta trong cuộc chơi. Thưa quý vị, bạn Xuân Phú 1.650 điểm. Chúc mừng. Mai Khôi 1.200 điểm. Chúc mừng. Và bạn Đình Nguyên 940 điểm. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chào mừng quý vị đang đến với vòng thi thách đấu của chương trình Nốt Nhạc Vui. Thưa quý vị và các bạn, vòng thi thách đấu chúng ta có hai thí sinh, hai điểm. Trong trường hợp giành quyền ưu tiên mà đáp không chính xác, số điểm ấy sẽ thuộc về người cùng chơi. Thưa quý vị, và ai đạt được 3 điểm trước sẽ là người chiến thắng bước vào vòng thi liên khúc vàng. Trong trường hợp hai thí sinh hòa nhau ở tỷ số 2 đều, người giành quyền ưu tiên đáp đúng là người chiến thắng, nhưng giành quyền ưu tiên mà đáp không chính xác, người còn lại sẽ phải nghe 7 nốt nhạc. Thí sinh ít điểm hơn được quyền ưu tiên thách đấu trước và gợi ý đầu tiên như sau. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát này từng được một nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ trình bày. Thách đấu bắt đầu. Xin mời Mai Khôi. Em có thể đoán bài hát này trong vòng 3 nốt nhạc. Mời em đoán. Mời em đoán hả? Anh không đoán hả? Vậy chúng ta cùng nghe 3 nốt. Đáp án là gì? Đây là bài. Và thời gian đã hết. Chúng ta cùng nghe nhạc. Thưa quý vị và các bạn, khi nghe nhạc cách bây giờ bạn có thể đoán được đây là bài Chiếc Lá Thu Phai. Bài này được ca sĩ kiêm nhạc sĩ trình bày, đó là Thanh Long Bass. Thưa quý vị, và như vậy một điểm nghiêng về bạn Xuân Phú. Chúng ta cùng tiếp tục đến với gợi ý thứ hai như sau. Đây là một ca khúc nổi tiếng của một nhóm nhạc nữ. Hiện nay nhóm nhạc này chỉ còn có một người hoạt động nghệ thuật, và người đó cũng là tác giả của ca khúc này. Thách đấu bắt đầu.
Xin mời Mai Khôi. Em đoán bài hát này trong 7 nốt nhạc. Anh cứ đoán bài hát này trong vòng 6 nốt nhạc. 5. Mời em. 5 mời em ạ. Xin mời băng nhạc 23 độ 5. Mẹ yêu. Chúng ta cùng nghe nhạc. Vâng, 5 nốt liên tiếp có cùng một quãng một nốt mà thôi. Đây là bài Mẹ Yêu của Phương Uyên, đó là nhóm nhạc Ba Con Mèo. Hiện nay chỉ còn có Phương Uyên tiếp tục hoạt động nghệ thuật, và mới đây Phương Uyên vừa ra một album mới của mình. Thưa quý vị, xin được chúc mừng Mai Khôi, tỷ số 1-1. Chúng ta cùng đến với gợi ý thứ ba như sau. Đây là một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong bài hát có hình tượng nắng trên vai. Thách đấu bắt đầu. Xin mời bạn Xuân Phú là người thách đấu trước. Anh có thể đoán bài hát này trong vòng 1 nốt nhạc. 1 nốt nhạc thôi, anh đoán đi. Chúng ta cùng nghe 1 nốt. Đây là bài Hạ Trắng. Chúng ta cùng nghe nhạc. Vâng, hình tượng nắng trên vai, bạn nghĩ rằng là của Hà Trắng, nhưng rất tiếc đó là một đáp án chưa chính xác. Đây là bài Một Cõi Đi Về. Như vậy tỷ số 2-1 nghiêng về bạn Mai Khôi. Thưa quý vị, gợi ý thứ tư như sau. Trong ca khúc có hai nhân vật, một nhân vật được ví như mặt trời và một nhân vật được ví như ngọn núi. Thách đấu bắt đầu. Xin mời Xuân Phú. Phú có thể đoán bài hát này trong vòng 7 nốt nhạc. Em đoán 6. 5 nốt. Thôi anh đoán đi. 5 nốt. Xin mời ban nhạc 23 độ 5. Em muốn sống bên anh trọn đời. Chúng ta cùng nghe nhạc. Thưa quý vị và các bạn, em muốn sống bên anh trọn đời, đó là một đáp án chính xác, tỷ số 2-2. Thưa quý vị, và giây phút hồi hộp gần kề, chỉ cần một nốt nhạc nữa thôi đặt chính xác, thí sinh nào sẽ là người chiến thắng. Nhưng xin lưu ý, nếu giành quyền ưu tiên mà đáp sai, người còn lại sẽ phải nghe 7 nốt nhạc. Thưa quý vị, gợi ý tiếp theo như sau. Đây là một ca khúc từng đoạt giải Mai Vàng, được trình bày dưới hình thức song ca và đơn ca. Thách đấu bắt đầu. Em có thể đoán bài hát này trong 6 nốt nhạc. Mời em đoán. Xin mời ban nhạc 23 độ 5. Tên bài hát là gì? Và bạn đã không có đáp án. Thưa quý vị, như vậy bạn Xuân Phú sẽ có cơ hội nghe 7 nốt và dự đoán. Nếu bạn đoán đúng sẽ là người chiến thắng. Nếu đoán không chính xác, cuộc thi tiếp tục. Xin mời ban nhạc. Chim trắng mồ côi. Chúng ta cùng nghe nhạc. Quý vị, đây là bài hát do Cẩm Ly và Đăng Trường trình bày, đã đoạt giải Mai Vàng, chính là bài Chim Trắng Mồ Côi. Chúc mừng Xuân Phú. Cảm ơn Mai Khôi đã đến với chương trình.
chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt Liên Khúc Vàng. Thưa quý vị, bạn Xuân Phú may mắn đã bước vào vòng thi đặc biệt Liên Khúc Vàng. Bạn sẽ có cơ hội trải qua 7 bài hát chỉ với thời gian 30 giây. Thưa quý vị, trước đây thí sinh của chúng ta trong chương trình Nốt Nhạc Vui đã từng mở kỷ lục với 15 giây và đón đúng 7 bài. Và nếu như đón chính xác hoàn toàn 7 bài, bạn sẽ là người chiến thắng vòng thi Liên Khúc Vàng. Trong trường hợp bạn không đón được đủ 7 bài mà phải dừng lại ở bài hát bất kỳ nào nếu như bạn đón sai. Và mỗi bài đoán đúng được tính là 50 điểm. Nếu bạn đoán chính xác 7 bài, điểm thưởng sẽ là 5.000 điểm, tương đương với tiền thưởng 5 triệu đồng. Và bây giờ, tất cả đã được sẵn sàng. Nếu bạn nghe bài hát mà chưa thể đoán được, nghe melody mà không có đoán được ngay, bạn hãy bấm chuông dừng lại. Bạn sẽ có cơ hội quay lại bài hát này khi bạn đã đoán xong tất cả những bài hát khác. Bấm chuông và nói, bỏ qua. Bạn bấm chuông, hãy suy nghĩ một tí. Và nếu như không đoán được thì nói bỏ qua, chứ đừng bấm rồi bỏ qua liền, nhiều khi bạn nhớ lại thì rất là uổng. Và bây giờ tất cả đã được sẵn sàng. Thưa quý vị, chỉ có 30 giây thôi mà 7 bài hát thì quả là điều không đơn giản. Liên Khúc Vàng xin được phép bắt đầu. Đây là bài Bỏ Qua. Bỏ Qua. Bỏ qua, tiếp tục. Bài số 3. Đây là bài Thu Hát Cho Người. Thu Hát Cho Người, chúc mừng. Tiếp tục, bài số 4. Đây là bài Bỏ Qua. Bỏ Qua, tiếp tục, bài số 5. Đây là bài Vì Đó Là Em. Vì Đó Là Em, chúc mừng. Tiếp tục, bài số 6. Đây là bài Khúc Thị Du. Khúc Thị Du, chúc mừng. Tiếp tục, bài số 7.